Và trong đêm nay thì bốn thí sinh đã dừng chân này sẽ gửi tặng cho quý vị một ca khúc rất là thú vị. Đó chính là ca khúc Cơn Mưa Tình Yêu của nhạc sĩ Mạnh Quân cùng với cô nàng đa phong cách Cao Công Nghĩa và chú lính chị đáng yêu Đinh Ngọc Thiện. Yeah.
Nghĩa và Đinh Ngọc Thiện. Hai bạn rất dễ thương. Thưa quý